Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Ada Mobile. Mọi người mua máy thì liên hệ qua số Zalo 0344999456 hoặc địa chỉ Facebook fanpage là Ada Mobile. Ok, bây giờ em giới thiệu chi tiết từng máy với mọi người. Thứ nhất là con Samsung Note 5, con này IMEI của nó 715 x 1800 nhé. Lưng zin nhưng mà hơi dọc sơn một chút ở chỗ phần này này. Đó. Viền thì cũng có bị xước móp nhẹ thôi, hơi xước móp nhẹ một chút thôi, không đáng kể gì. Đấy, màn hình thì bị nứt kính nhé, đây nó có một đường nứt kính ở đây. Và hiển thị màn hình thì bị ám lặng nhé. Và màn ám lặng bên em đã cài về nền đen cho mọi người rồi, nên là nhìn nó cũng rất là đẹp nhé. Đấy, ám thì chỉ có ở nền trắng thì mình mới nhìn rõ vết ám của nó thôi, còn nền đen này thì gần như là không thấy cái vết ám thì của nó cả. Đó, rất là đẹp. Con này RAM là 4GB, bộ nhớ trong của nó là 32GB nhé. Đấy, RAM 4, bộ nhớ 32, bán cho người là 800. Chỉ xấu một cái đường nứt kính như này. Đấy, nhìn nó hơi tức mắt một chút. Còn con này cũng là con Note 5 này, IMEI của nó 571, bán người 800 nhé. Con này lưng thì đã thay mới rồi, nên là bóng đẹp, không có xước sát gì cả. Đấy, viền thì cũng chỉ hơi xước móp nhẹ tí đi thôi, nên con này bị mất bút rồi này. Đó. Viền thì gần như là không có vết móp nào luôn đấy. Viền con này đẹp thật đấy, đẹp, viền đẹp nhé. Đấy, tiếc cái là bị sứt tí kính này, sứt một tí kính chỗ này. Màn hình cũng bị ám lặng và bên em cũng đã cài về nền đen cho mọi người rồi. RAM con này là RAM 4GB và bộ nhớ trong của nó là 32GB nhé. Nói chung là những máy màn ám mà cài về nền đen thì nhìn siêu phê luôn. Đó. Màu mè các thứ này. Đó. Khi mình cài về giao diện nền đen này, các icon màu mè rất là đẹp và chữ chiếc này vẫn rất là sáng nhé. Bán người là 800 nhé. Tất cả chức năng các thứ đều ok hết, chỉ có một cái nó xuất kính thôi. Màn ám xuất kính, bán người 800. Còn con này là Note 5 này, IMEI của nó là 567, bán người 900. Con này cam bị rung nhé. Tức là khi mọi người vào cái cam của nó này, đấy, em vào cam này. Đấy. Mọi người nghe thấy tiếng nó xè 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 không? Mình búng vào đây phát thì nó lại hết rung nhé. Đó, thì nó lại hết rung. Con này máy cũng là màn ám lặng nhé. Lưng thì zin đẹp. Lưng zin đẹp, viền cũng chỉ hơi xước móp nhẹ thôi. Cam bị rung, tức là khi nó rung thì mọi người búng một cái như này thì nó sẽ hết rung ngay. Con này cũng là máy màn ám lặng, đã được cài về nền đen rồi. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Mọi người là 900 nhé. 900, hai con xuất kính thì bán người 800, con này nội dung nhưng mà kính đẹp, bán người 900. Còn con này là con Note 5 này, IMEI của nó 938, bán người 1 triệu nhé. Con này lưng thì hơi rộp sơn một chút thôi, lưng thì zin nhưng mà hơi rộp sơn này. Đấy, viền thì cũng có bị xước móp một chút rồi. Đấy, màn hình thì cũng không có bị xuất kính trước cả, và hiển thị thì cũng bị ám lặng. Đấy, cài được về nền đen hết rồi, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đấy. Tất cả những máy Note 5 này bên em đã cài về nền đen cho mọi người hết rồi, và cái giao diện nền đen này rất là đẹp nhé. Nọ em thấy một anh khách anh ấy cài nên là em cài theo anh đấy nên là được cái giao diện rất đẹp. Công nhận là nhiều anh khách các anh ấy chịu khó tìm hiểu mày mò nên là các anh ấy cài được những giao diện rất là đẹp nhé. Con này thì bán trong đây là 1 triệu này, hơi dập sơn chút ở phần lưng thôi. Đấy, con này cũng là Note 5 này, IMEI của nó là 250, bán được 1 triệu nhé. Lưng con này thì thay mới rồi, máy màu xanh đen nhưng mà thay lưng màu vàng nhé. Và cũng bị rộp sơn một tí ở đây, bán về 1 triệu. Đấy, viền thì cũng hơi sơn móp một chút rồi. Con này thì cam kết mọi người là chỉ thay lưng thôi, còn bên màn miếc các thứ thì zin hết nhé. Đấy, con này cũng máy màn ám, được cài về nền đen rồi. RAM 4GB, bộ nhớ trong của nó là 32GB. Đấy, bán về 1 triệu này. Con này Note 5 này, IMEI là 597, bán về 1 triệu nhé. Máy màu trắng. Màu trắng này, lưng zin đẹp. Đấy, viền cũng chỉ hơi xước móp nhẹ thôi. Đó. Đây, màn hình thì hơi rộp sơn tí. Đấy, hơi rộp sơn tí ở chỗ phần góc này. Nói chung con này đúng chỉ chê cái rộp sơn này thôi. Còn đâu thì cái lưng với cái viền nó rất đẹp. Đấy, màn hình cũng được cài về nền đen rồi. Máy cũng là máy màn ám, được cài về nền đen. RAM là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Rồi RAM 4, bộ nhớ 32, bán được 1 triệu này. Đấy. Con này Note 5 này, IMEI 773, bán người 1 triệu nhé. Máy màu vàng, lưng thay mới rồi, bóng đẹp, không xước sát gì cả. Viền hơi xước móp nhẹ thôi, hơi xước móp nhẹ một chút nhé. Màn hình không xước, nhưng mà cũng bị ám. Cài về nền đen rồi, RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. Bán người là 1 triệu. Con này thì chỉ chê một cái là lưng đã thay mới thôi. Còn đâu thì mọi thứ zin hết nhé. Viền thì hơi xước móp nhẹ một chút, 1 triệu. Con này cũng là Note 5 này, IMEI 437, bán người 1 triệu. Con này tình trạng y hệt như con kia. Đấy, cũng là máy màu vàng thay lưng mới rồi nhé. Đấy, bóng đẹp, không có xước sát gì cả. Viền thì cũng có bị xước móp một chút rồi. Con này chỉ xước nhẹ thôi, không bị móp méo gì đâu. Đấy, chỗ này là cái keo bám thôi. Đấy, mình lau đi là sạch thôi. Đấy, chỉ hơi xước nhẹ tí thôi. Đấy, màn hình thì cũng không xước sát gì, nhưng mà cũng bị ám nhé. Đấy,
Con này ám và con này cũng đã được cài về nền đen rồi. Đây. RAM 4GB, bộ nhớ trong của nó là 32GB. Đây, màn ám cài về nền đen nhìn rất là phê nhé. Bán như vậy là 1 triệu này. Con này là con Note 5 này, IMEI của nó là 735, bán như vậy là 1 triệu mốt này. Con này máy màu xanh nhé, nhưng thay nâng màu vàng này, nâng mới nên là không có bị xước sát gì cả. Viền thì cũng có bị xước móp nhẹ thôi. Đấy, màn hình thì không xước nhưng mà bị ám nhá, và cũng được cài về nền đen rồi. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này được cái bộ nhớ trong cao này. Note 5 thì nó có 3 phiên bản bộ nhớ 3264, 128, nhưng đa số là 3264 và 128 thì rất là hiếm ít, gần như là không có đấy, gặp hiếm lắm. Note 5 IMEI 420, bán người 1 triệu mốt nhá, máy màu xanh đen, nâng zin đẹp, viền bị xước móp nhẹ thôi. Đó. Viền hơi xước móp nhẹ một chút, màn hình không xước nhưng cũng ám nhé, và cũng được cài về nền đen rồi. RAM 4GB và bộ nhớ lưu trữ của con này là 32GB nhé. RAM 4 bộ nhớ 32, 1 triệu mốt này, máy màu xanh đen. Con này cũng là Note 5 này, IMEI của nó là 967, bán 1 triệu mốt nhé. Máy màu xanh đen nhưng mà thay nâng zin màu xám nhé. Đấy, nâng này nâng zin màu xám này. Đấy, bóng đẹp, viền thì cũng hơi xước móp một chút rồi. Đó. Đây, màn hình đây, không xước nhưng mà cũng bị ám và cũng được cài về nền đen rồi. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Note 5 thì đều là sử dụng cái RAM 4GB hết, nó chỉ khác nhau về bộ nhớ 3264 hay 128 thôi. Còn con này là con Note 5 này, IMEI của nó là 140, bán người 1 triệu mốt nhé. Đấy, máy màu xanh đen, lưng zin đẹp, viền biếc cũng hơi xước móp nhẹ một chút rồi. Đó. Màn hình thì không xước nhưng mà cũng bị ám. RAM 4GB, bộ nhớ trong của nó là 32GB. Về tất cả những máy màn hạ án bên em đều cài về nền đen cho mọi người rồi. Vì cái chế độ nền đen của Note 5 này nó hơi khó cài hơn một chút. Nếu mà nhiều anh chị thì cũng không không mày mò thì cũng không không cài được, nên là bên em đã cài sẵn hết cho mọi người nhé. Còn con này là con Note 5 này, IMEI của nó là 111, 311. Số IMEI rất đẹp, bán người 1 triệu mốt này. Nhưng con này đã thay mới rồi nhé, không có bị xước sát gì cả. Biển thì zin mà cũng có bị xước móp rồi, xước móp nhẹ thôi, không không đáng kể gì. Màn hình thì không xước nhưng mà cũng bị ám và cũng được cài về nền đen rồi. RAM 4GB, của nhớ trong 32GB nhé. Đấy, 1 triệu mốt này. Đây, Note 5 này, IMEI của nó 702, 1 triệu mốt này. Nâng zin đẹp, viền hơi xước móp một chút. Đấy, màn hình không xước nhưng mà cũng bị ám, được cài về nền đen rồi. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đó, 1 triệu mốt này. Đây, con này cũng là Note 5 này, IMEI là 809 nhé, bán người 1 triệu mốt này. Đấy, nâng thì zin hơi chóc xương tí tí chỗ này thôi, không đáng kể gì. Viền thì cũng có bị xước móp một chút rồi. Đó, màn hình thì cũng có bị ám và cũng được cài về nền đen rồi. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB, bán người 1 triệu mốt này. Con này Note 5 này, IMEI 610, bán người 1 triệu 2 nhé. Đấy, nâng thì zin đẹp, viền thì cũng có bị xước móp một chút rồi. Đấy, chỗ này nó bám bẩn thôi, lau đi nó sẽ bóng đẹp hơn rất là nhiều đấy, nó chỉ bám bẩn thôi, và con này cũng chỉ xước móp nhẹ thôi. Màn hình không xước nhưng mà cũng bị ám nhá. RAM 4GB, bộ nhớ trong của nó là 64GB, RAM 4 bộ nhớ 64, và đúng là 1 triệu 2 này. Còn con này là con S8 Plus này, IMEI của nó là 098, bán hàng một sim, bán 1 triệu 2 nhé. Nâng ở zin nhưng mà có bị nứt kính ở phần góc dưới rồi, phần trên thì không sao. Đấy, viền thì cũng có bị xước móp một chút rồi nhé. Đấy, màn hình con này thì bị đốm và ám. Đấy, cũng đây đốm một đốm ở đây và cũng ám này, ám lưu hình này. Và con này còn ngoài đốm ám ra còn nó còn bị chết điểm cảm ứng nữa. Đây, nó chết điểm này. Phần dưới thì cảm ứng các thứ ok nhé. Đây, nhưng mà nó chết điểm chết một hàng ở trên này này. Đấy, còn đâu các chỗ dưới này thì ok, không vấn đề gì cả. Nên là gần như ở phần trên đầu này nó gần như nó không không bị ảnh hưởng gì nhiều đâu nhé. Đấy, chỉ có cái ví dụ như là khi mình muốn gạt ra xem cái thanh thông báo này thì không gạt xem được thôi. Nhưng mà mọi người sẽ vào phần cài đặt này, đó, vào phần cài đặt màn hình này. Đấy, bật cái chế độ ban đêm lên thì nó sẽ cho về nền đen. Đó, khi về nền đen rồi thì mình sẽ không nhìn thấy đố mấy ám đâu cả. Đó, thấy không? Đấy là cái bật chế độ nền đen này thì ở trên S8 Plus này thì nó đơn giản hơn so với Note 5. Nên là đấy, mọi người chỉ cần vào phần cài đặt bật chế độ ban đêm thì nó sẽ về nền đen, nên là sẽ không nhìn thấy đốm ám gì cả. Còn cái phần mà gạt xuống thanh thông báo ấy, thì mọi người sẽ vào bên trong cái phần cài đặt màn hình này, sau đó mọi người vào cái phần màn hình chờ nhé. Đấy, sau đó là sẽ kéo xuống này, đấy, vuốt xuống để xem thông báo này. Đó, đấy, mọi người bật cái chế độ này lên thì khi nó ở cái màn hình này, mọi người chỉ cần vuốt ở giữa này đấy, thì nó sẽ xuống cái thanh thông báo này. Đấy, và mọi người bật nhanh ví dụ wifi, loa, nước, bluetooth các thứ này, đấy, mọi người nhấn lên đây, hoặc là đèn pin các thứ thì là ok nhé.
Nhưng mà khi nó ở màn hình chờ thôi, còn ví dụ nó ở giao diện menu này thì mọi người gạt xuống nó sẽ chỉ là mất giao diện menu thôi. Còn khi màn hình chờ này mọi người gạt xuống này thì nó mới xuống thanh thông báo nhé. Đấy, thì mọi người cài thêm hai cái đấy vào thì nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm của con này. Đấy, đốm ám thì mọi người bật chế độ nền đen, còn đấy vuốt thì mọi người sẽ cài cái vuốt này. Đấy thì sẽ xem được thông báo. Còn ví dụ như bấm số nghe gọi nhắn tin các thứ thì ok hết, không chết bất cứ một điểm nào ở dưới này cả. Đây kể cả mọi người vào tin nhắn này. Đấy. Gần như là cái nó chết một điểm ở trên này thì nó không ảnh hưởng gì những thao tác mình cảm ứng ở dưới cả. Đấy, à, tất cả bàn phím này. Ok hết, phần dưới thì không chết bất cứ một cái điểm cảm ứng nào cả. Đấy, kể cả ví dụ như mọi người ấn này, tìm kiếm này hay các cái icon ở trên đầu này nó không không ảnh hưởng gì đâu nhé. Đó. Rất là ok. Con này RAM của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong của nó 64GB nhé, S8 Plus này. Nói chung là cấu hình con này thì em không cần phải giới thiệu nhiều rồi. Thiết kế thì nó vẫn cứ đẹp ok nhé. Bán người 1,2 triệu, 1,2 triệu thực ra thì nó nhỉnh hơn giá bên một chút thôi. Giá bên của nó thì sẽ rơi vào tầm 900 một triệu. Đấy, con này nó vẫn dùng tạm chữa cháy được. Như bữa trước em bán một con 900 nghìn là do nó bị gãy ngang. Đấy, mà cái đường gãy ngang ấy thì nó sẽ dễ gãy đến dẫn đến nó nháy chớp màn hình. Nhưng mà với trong trường hợp đốm ám này thì nó gần như là nó sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nếu mà con này xuất hiện đường kẻ ngang thì chắc chắn em bán cho mọi người chỉ 900 thôi. Đấy, nhưng mà con này thì vẫn dùng tạm chữa cháy được. Ok thì bán người 1,2 triệu nhé. Còn con này là con S8 Plus này, email của nó 980, còn hàng một sim bán người 2,2 triệu. Nhưng con này đã thay mới rồi, bóng đẹp không xước sát gì, viền thì bị xước răm nhiều nhé và cũng có bị móp. Nói chung là con này thì viền hơi cá sấu một chút. Đấy, màn hình thì đã được thay kính rồi nhé, nên là không có xước sát, kính mới nhé, kính mới zin bóng đẹp. Đấy, và trên này thì nó hơi có bọt khí một chút đây. Đây em lấy nét vào đây cho mọi người xem nhé. Đây này, đó, phần này này nó hơi đây, mọi người chờ chút em lấy nét vào đây cho mọi người. Đây này, nó hơi bọt một tí ti ở trong phần góc này thôi. Ra nhìn nghiêng thì mới thấy được, chứ còn nếu ví dụ như mà mọi người mà nhìn thẳng như này thì gần như là sẽ không thấy. À, ví dụ nhìn thẳng như này đó, thì sẽ không có thấy được. Mọi người phải nhìn nghiêng như này thì mới thấy được cái bọt của nó hơi nhỏ ở đây một tí nhé. Nếu con này màn hình của nó thì bị ám, đấy, nó cũng ám, nói chung là cũng thuộc dạng ám khá lắm. Đấy, thì mọi người chỉ cần vào cái màn hình này, mọi người cho chút đấy, màn hình này. Đấy, bật chế độ ban đêm lên thế là chả có thể ám điếc. Thì con này thì màn hình không bị đốm điếc thì chỉ bị ám thôi, còn cảm ứng có thứ ok nhé. Đây, em thử cho mọi người xem này. À, cảm ứng này ok hết. Ừ, thấy không, không có chết bất cứ một cái điểm cảm ứng nào cả. Đó. Tất cả chức năng ok hết, RAM 4GB, bộ nhớ trong của nó là 64GB nhé. Đấy, bản người là 2,2 triệu, S8 Plus nhé. Còn con này là con S20 5G, email của 841, bản hàng một sim bán 16,9 triệu nhé. Đừng zin đẹp, máy màu xám, viền biếc thì chỉ có một vài vết chấm kim thôi, không không đáng kể gì cả. Đó. Đấy, viền này. Đó. Gần như là đẹp keng rồi đấy, màn hình thì xuất sắc luôn. Đấy, không có bị ám ố xước sát gì cả. Đấy, hiển thị này, nét căng trắng tinh nhá. RAM con này là RAM 12 GB, bộ nhớ trong của nó là 250 à 128 GB nhá. Đấy, RAM 12, bộ nhớ 128, bản người là 6,9 triệu. Còn con này là con S21 5G này, email của nó 284, màn hàng một sim bán 18 triệu 8 nhé, máy màu hường. Đấy, nâng zin đẹp, viền đẹp, nói chung là chỉ có một hai vết chấm kim thôi, không đáng kể gì. Đấy, rất là bóng đẹp, màn hình thì đẹp xuất sắc luôn, không xước, không ám ố. Và con này màn hình của nó 120Hz nhé, cảm giác trượt rất là mượt mà luôn. Đấy, mọi người nếu trượt rất là nhanh, mượt. RAM 8GB, bộ nhớ là 256 này. Đấy, và con này màn hình của nó là 120Hz đấy nhé, cho mọi người xem này. Trượt nó rất là nhanh, 120Hz này. Đấy, cảm giác trượt nó phê lắm. Con này thì trượt cực kỳ là nhanh. Bán người là 8 triệu 8 nhé. Thì ở trên đây là những máy hôm nay em bán cho mọi người. Mọi người nào biết gì cứ nhắn qua Zalo số 0344 999 456 giúp em nhé. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Chào mọi người.